Nghệ sĩ ưu tú Lê Thụy, 71 tuổi, ngọt ngào, anh em với chồng. Cuộc đời tôi không phải là hào quang sân khấu mà là một gia đình êm ấm. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy là một ngôi sao sáng của sân khấu cải lương. Khán giả đồng nghiệp không chỉ yêu mến tài năng mà còn trân trọng con người của bà. Những gì bà làm được cho nghệ thuật là điều không thể bàn cãi. Suốt 43 năm hạnh phúc với một mối tình duy nhất bên ông xã Sơn Đình Trúc, nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người về mong tình nghệ sĩ mong manh khó bền vững. Nói về cái duyên với nghề cải lương, phải kể đến thời điểm bà mới 12 tuổi. Với độ tuổi ấy, ăn chưa no, lo chưa tới, ấy vậy mà cô bé ngày ấy đã đam mê hát hò với các bạn cùng trang lứa, giọng ca của bà ngọt lịm chất miền Nam. Rồi mãi đến năm 16 tuổi, Lê Thụy tiếp tục đạt được huy chương thành công trong sự nghiệp, huy chương vàng dạy thành tâm. Ngay sau đó bà đi hát về lại chui vào nhà, chính sự không bao du với nhiều chàng trai trẻ, động lòng quyết tâm theo đuổi. Trải qua nhiều quãng thời gian cưa cẩm đò đưa, nhận thấy tầm chân tình của người ấy, nên Lê Thụy đã chấp nhận tình cảm nữ nghệ sĩ và ca sĩ Đình Trúc kết hôn vào năm 1972. Nhưng ngặt nỗi vì là người miền Nam, người miền Trung gặp nhiều ít thử thách. Và khoảng cách địa lý, hai bên gia đình lúc đó có sức phản đối cho tới tận năm 1973 khi con mà sự nghiệp vẫn đang trên đà phát triển nên mọi thứ lại càng khó hơn gấp bội. Một tuần đủ 7 ngày chồng chở vợ đi ca diễn từ sáng sớm đến tối mịt mới về, khi hai người con của bà là Thụy Hiểu và Đình Trí còn nhỏ, tuổi nào cha chị em cũng chở vợ đi đến tận 11 giờ khuya, bà kệ khi thấy tiếng xe ngoài cổng lại vội chạy ù vào giường vừa ngủ. Đợi mẹ vào phòng rồi dỗ dành rồi mới ngủ say. Những lúc đối diện với thiên thần nhỏ của mình như vậy cũng cảm động và khóc không thành tiếng. Đối với bất kể gia đình nghệ sĩ nào cũng vậy, không một ai muốn đưa tổ ấm của mình, những người mà mình sẽ yêu thương ra bản dân thiên hạ để bàn tán. Dù là không muốn nhưng vẫn còn đó những sóng gió trực chờ và đổ vào gia đình bà. Vốn tâm lý con trẻ, non nớt hay hoang mang khi bất chợt có chuyện gì không hay xảy ra. Thời bé với các con của Lê Thụy cũng vậy, nhưng cách bà đối diện với mọi thứ cũng là cách điềm tĩnh để xử lý mọi chuyện, khiến cho không khí căng thẳng trong gia đình trùng xuống. Chỉ cần bà nói một lời là các con lại yên tâm, ngoan ngoãn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.